Thơm thiệt kìa, đồ làm mới có khác mà thơm ghê luôn á. Đừng quái gì đô la hay là vàng, cứ có được là sướng nhất rồi. Bọn mình phải vất vả lắm mới có được số tiền này. À, để anh Hào ơi, anh coi đi. Đúng đó anh Hào, bây giờ mình có tiền rồi phải vui vẻ một tí chứ. Đúng rồi, bọn mình sẽ mua một chiếc xe hơi Mercedes. Thôi đi, mua Mercedes thì được, nhưng mà phải để nửa năm sau. Sao vậy? Doanh nghiệp nước ngoài mất tiền, cảnh sát không cuốn lên được sao? Họ nhất định sẽ truy tìm. Trời đất ơi, có tiền mà không xài. Đúng là mừng hụt mà, cứ tưởng là mấy anh em sẽ được đập phá tưng bừng chứ. Nè, mỗi đứa cầm 1.000 đô trước. Thêm chút nữa có được không? Không muốn hay không? Muốn. Hai đứa nghe đi, không được mang tiền đi chơi bạc. Nếu như để cảnh sát phát hiện là chết cả đám. Ê hey, mày đó hả? Bệnh viện cờ bạc hết thuốc chữa rồi, có tiền là lại ngứa tay. Được rồi, không chơi là được chứ gì. Nè, mày làm gì đó? Chúng ta đã lấy tiền chuộc, cảnh sát nhất định sẽ không tha chúng ta. Nếu chẳng may gặp cảnh sát á, mà bọn mình nó không có đạn thì thiệt là chết luôn á. Đúng đó anh Hào, thằng Hưng nói có lý. Cảnh sát mà bắt được anh em mình thì họ không nương tay đâu. Không dùng đạn thật thì đâu có được. Anh Hào à, bọn em á chỉ muốn tự vệ mà thôi. Anh em mình có nhiều tiền mà vẫn chưa xài hết, em đâu có làm bừa. Đúng đó anh Hào. Tóm lại, hai đứa phải cẩn thận, nên nhớ, chưa đến lúc giảm bớt đắc chỉ thì không được tùy tiện nổ súng đó biết chưa. Chờ 1-2 ngày nữa, mọi việc đã qua rồi, anh sẽ chuyển một phần tiền về quê cho hai đứa. Trốn ở đây mấy ngày rồi, mình đi đâu chơi đi. Đúng đó anh Hào, anh em mình đi tắm hơi đi, được không? Thôi, anh không đi đâu, đi đi. Em quên mất, lại đây còn có con tin. Vậy thì anh chịu khó vất vả ha, đi, mình đi thôi. Đi thôi. Chơi lớn đó, tiền đâu? Tiền hả? Tao ăn hết. Một bíp bóp. Nè, mày có muốn lội ngược dòng không? Không, hôm nay thua hết rồi. Nè, cái này anh có thể giúp được mày đó. Chỉ cần chú mày thắng liền 3 ván, như vậy là mày có thể lấy lại được rồi. Như vậy không tốt hơn sao hả? Xin các anh mà thả tôi đi. Các anh đã lấy được tiền chuộc rồi còn giữ tôi làm gì nữa? Tôi xin các anh mà, các anh toàn là bịt mắt tôi. Tôi không biết mặt các anh đâu. Tôi hứa với các anh, nếu các anh thả tôi ra, tôi sẽ không nhớ gì cả. Tiền là của ông chủ, chứ không phải là của tôi đâu. Ông ấy mất tiền chẳng liên quan gì tới tôi. Tôi sẽ không nói với cảnh sát đâu. Tôi xin các anh mà. Tôi còn có vợ, còn có con trai. Tôi xin các anh mở lòng từ bi thương tôi đi. Tôi xin anh hãy thương tôi mà. Thả tôi đi. Thả tôi đi, tôi cầu xin anh đó. Thả tôi. Hồi đó ba của tao cũng giáng sinh như vậy. Mày có biết hay không? Cái gì? Ba của anh? Ba của anh? Đối với chúng mày, giết một người vì tiền cũng dễ dàng như giết một con kiến vậy. Hồi đó mày có động lòng trước những điều ba tao nói hay không? Anh rốt cuộc là ai vậy? Rồi mày sẽ sớm biết thôi. Anh nói đi. Mày yên tâm đi, mục tiêu của tao không phải là mày, mà là Hà Đào. Nè, mày làm gì đó? Chẳng lẽ nó là con của Đồng Triệu Sương? Nó nhất định sẽ không tha cho mình.
Được lắm Hưng à, tao không tin mày dám bắn tao. Mày bắn đi. Dừng tay, hai đứa điên rồi hả? Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa mà. Hưng à, Hưng à, Hưng à, Hưng à, Hưng à, tao không có ý mà. Hưng à, đứng lại. Anh Hào, đứng lại. Đừng giết tôi. Đừng giết tôi mà. Mày điên rồi. Mày muốn giết người nữa sao? Em đã giết chết người anh em của mình rồi. Em đã thành kẻ giết người rồi. Giết thêm một người nữa cũng có sao. Đừng mà. Cũng biết. Giết mày. Đừng khóc nữa, thương thằng Hưng trước đã. Hy vọng kiếp sau chúng ta vẫn là anh em. Phải là người, tôi đã giết người anh em thân thiết nhất của tôi. Anh, mình lấy cái gì ăn đi? Không được, không đâu, đâu. Đừng người ta bắt mất thì sao hả mày? Mặc kệ tao, tao đói rồi. Nè, thằng ranh con, dám ăn trộm đồ của tao hả? Đứng lại. Cái thằng kia định chạy hả? Tao cho mày chạy nè, đứng lại chút. Đứng lại. Cho mày chết nè, ăn trộm đồ, cho mày chết. Nè, vào đi. Có chuyện gì vậy? Anh đang học mà, sao vậy? Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Ngày gì? Sinh nhật của anh đó. Vậy hả? Nè, chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ. Một chiếc máy tính hả? Ở đâu ra vậy?
Chẳng phải anh mới có một chiếc máy vi tính sao? Có nó rồi, anh không cần phải ngày nào cũng về trường gõ nữa. Anh có thể có một thế giới riêng của mình. Mặc dù đời máy và Siri hơi cũ một chút, nhưng mà cũng không rẻ đâu. Cảm ơn tụi bay nha. Nè, tiền đâu mua vậy? Tiền ở đâu hả? Tiền tiết kiệm đó. Đúng rồi, bình thường á, mỗi bữa nó ăn 3 bát. Nhưng mà bắt đầu từ bữa năm nay, nó bắt đầu mỗi bữa chỉ có một thôi. Ngày nào cũng mang cái bụng xẹp lép đi về. Còn anh nữa, lúc nào cũng phải chăm học đó. Nếu không thì uổng công em phải nhìn đói. Tiền công các em kiếm được, hơn một nửa đưa cho anh đóng học phí. Để còn mua vi tính cho anh nữa. Anh thật vô dụng quá. Vô dụng thế nào? Trong ba anh em mình, chứ có mỗi mình anh là thông minh nhất. Chắc chắn là thi đỗ đại học mà. Đúng rồi, hai đứa bọn em chỉ biết kéo cài cho thôi, làm gì tương lai chứ. Tương lai bọn em gửi cho anh luôn. Trong 4 năm đại học, bọn em nuôi anh. Nhưng sau khi tốt nghiệp á, thì anh phải nuôi lại bọn em nghe chưa. Anh đó, nhất định phải thi vào trường nổi tiếng, để tụi em được thơm lây nữa. Đúng vậy, tốt nhất á là ra nước ngoài luôn. Kiếm thật nhiều tiền, thật nhiều tiền. Được rồi, anh sẽ không làm hai vị ân nhân của anh thất vọng đâu. Hả? Hả? Bọn mình là ân nhân của anh Hào. À, ân công hả? Xong rồi, đi thôi. Lỗi tại anh, chỉ vì muốn trả thù mà anh đã làm liên lụy tới hai đứa. Anh cứ tưởng sẽ không phải làm hại ai, những việc sau này em đừng có nhúng tay vào nữa. Anh nói gì chứ? Em yên tâm đi, anh sẽ chia tiền cho em. Anh coi em là hạng người gì? Anh tưởng em chỉ biết có tiền, coi tình cảm anh em chẳng ra gì hay sao? Anh không muốn liên lụy tới em có hiểu không? Anh có còn coi em là anh em hay không? Bây giờ em đã giết hai mạng người, nhưng em vô tội. Anh không muốn em sai lầm nối tiếp sai lầm, hiểu không? Việc đã đến nước này, anh bảo em đi một mình rồi bỏ mặc anh, tuyệt đối không được. Anh Hào à, anh em mình đã phải trả giá đắt. Chúng ta không còn đường lui nữa. Chúng ta đã cưỡi trên lưng hổ. Em nhất định sẽ giúp anh trả thù. Mạng sống của em coi như đã bỏ đi rồi. Huy à, anh Hào à, đừng nói như vậy nữa. Sau này chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.